Mazda CX-5 mãi là một cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ thương hiệu Nhật, và nó là mãi đỉnh anh chị nhé. Với cái tầm tiền bây giờ nó chỉ còn có nhô 5 đồng thôi, thì là một cái mẫu gầm cao 5 chỗ ngồi có mức giá hợp lý nhất và full công nghệ nhiều nhất anh chị ạ. Ta có thể nhận thấy được rằng là đây là một cái mẫu xe thương hiệu Nhật, thì bao giờ người Nhật cũng hướng tới đó là sự bền lành và tiết kiệm, và khi anh chị thay thế đồ đạc cũng vô cùng là dễ dàng. Và với việc Mazda được thiết kế bằng một ngôn ngữ riêng, đó là ngôn ngữ Polo thể thao, thì cái ngôn ngữ này nó đã làm cho những chiếc xe Mazda 3 với những chiếc Mazda CX-5 là những cái chiếc xe mà được ưa chuộng hạng nhất trên thị trường và không bị lỗi form anh chị nhé. Đấy, không bị lỗi form. Và cái màu vàng cát này cũng là một màu vô cùng đẹp luôn. Đẹp, phải nói đây là một chiếc xe đẹp, đẹp tuyệt đối luôn anh chị nhé. Đẹp zin, đẹp zin. Đây, anh chị nhìn này. Nhìn qua form dáng của chiếc xe này, anh chị sẽ nhận thấy được rằng là đây là một chiếc xe mà vừa mới về thôi, nhưng bên em trực tiếp quay lên luôn cho anh chị xem này. Xe đang được bán tại Ba Tư Phan Vua Gầm Cao, có địa chỉ tại số 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Và với bên showroom Ba Tư Phan Vua Gầm Cao thì luôn luôn cam kết bán những chiếc xe chất lượng, bán những chiếc xe chạy ít và những chiếc xe mà được đảm bảo rằng nó là những chiếc xe mà không đâm đụng tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, và bảo hành máy số thân vỏ khung gầm đó là zin tuyệt đối cho anh chị nhé. Đây, ta có thể nhìn qua cái form dáng này thì sẽ nhìn được cái chất lượng của chiếc xe. Lớp sơn bên ngoài bóng mượt và nó không hề có một tỉ vết gì cả. Tất cả thì lốp láp của xe thì cũng được bác chủ thay một lần dàn lốp mới rồi, cho nên các bác cũng không phải lăn tăn về phần lốp nữa các bác nhé. Phần đèn của xe được thiết kế đó là đèn bi xenon cộng với lại giải led ban ngày này. Đấy, các bác nhìn đây ạ, quá đẹp luôn. Một chiếc xe mà khẳng định rằng cái chất lượng của nó là không đối thủ các bác ạ. Bây giờ mời anh chị khám phá cái phần khối động cơ của cái chiếc xe Mazda CX-5 này. Thì với Mazda CX-5 và nó là công nghệ chung của dòng Mazda đến từ hãng xe Nhật, đó là được sử dụng công nghệ Skytit, là một cái công nghệ tiên tiến đến từ đất nước mặt trời mọc. Và chiếc xe này là bản full anh chị nhé. Cái bản full này thì với chiếc xe 5 chỗ gầm cao và với trọng lượng cao thì nó được cung cấp đó là khối động cơ 2.5 vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ là khỏe. Vì với cái khối động cơ 2.5 này thì nó sẽ kèm theo các option, đó là hai ghế điện cộng với lại hai vị trí nhớ ghế, thêm nhiều túi khí và thêm hệ thống loa Bose. Đấy, hệ thống loa Bose giải trí cực kỳ là sắc nét và mang lại cái âm thanh cực khủng cho người sử dụng này. Các bác có thể nhận thấy được là từ con ốc chân máy nó còn nguyên zin như thế này, keo răng cò còn nguyên zin. Nói chung đây là một cái chiếc xe mà máy zin, số zin tuyệt đối cho anh chị nhé. Máy zin và số zin tuyệt đối. Để các anh chị nhìn cái keo răng cò này cũng đã biết được là đây là một chiếc xe là nguyên zin tuyệt đối rồi, đúng không ạ? Vâng, đấy, xe zin từ răng cò. Và tất cả các hệ thống xương rằng ở phía đằng trước cũng như là từ những con ốc cabo là chưa từng tháo mở này. Nhìn chung là keo chỉ thì không cần phải bàn rồi, các bác cứ nhìn vào đây. Đấy, qua những cái góc quay của em là quay rất chi tiết nhé. Đấy, các bác nhìn đây ạ. Lát nữa thì bác nào mà muốn chốt chiếc xe này thì em sẽ có hệ thống gầm bệ chi tiết cho các bác, để các bác có thể quan sát một cách tổng thể nhất về một cái chiếc xe mà các bác đang quan tâm. Và khi các bác chốt là không cần phải lăn tăn một cái vấn đề gì cả. Đây, các bác nhìn đây ạ. Hệ thống xương của phía trước cũng như là phần nhựa phía trước cũng còn nguyên zin. Máy móc thì rất là êm. Và với khối động cơ 2.5 thì nó sẽ mang lại cái cảm giác lái nó sẽ mạnh mẽ hơn. Với khối động cơ 2.0 thì nó sẽ có thể tiết kiệm hơn được một chút, nhưng mà về cái cảm giác lái nó sẽ không được như ý, bởi vì 2.0 nó sẽ mang lại độ trễ nhất định cho một cái chiếc xe. Và phần đèn này anh chị nhìn này. Đấy, phần đèn này, đây là đèn zin nhé, theo xe nhé. Và có giải led ban ngày để phục vụ cho cái quá trình sử dụng định vị ban ngày này. Đèn full led ở phía đằng dưới này. Mặt ca lăng đó là mặt ca lăng theo đúng cái form dáng thiết kế và cái thẩm mỹ của cái dòng Mazda CX-5 và dòng Mazda chung, đó chính là mặt ca lăng mặt cười các bác này. Đời 2016 các bác nhé. Đấy, 2016 thì nó được cung cấp cả phanh tay điện tử này, rồi tất cả những công nghệ cao cấp, và các bác nhìn thấy được là cửa sổ trời là không thể thiếu được, đúng không ạ? Và bây giờ ta sẽ khám phá tiếp theo về những cái phần đường nét của chiếc xe này. Đây là một chiếc xe như em nói, nó là một chiếc xe đẹp xuất sắc và không có đối thủ. Đấy, lớp sơn zin ở phía trên và phía bên dưới là gần như không có một tì vết gì. Phải nói là bác chủ này là một cái người đi xe rất là cẩn thận, cho nên cái đường form, đường nét, đường dáng của xe nó còn nguyên zin và nguyên bản. Đây, lốp nắp còn mới cứng luôn. Đấy, mới cứng luôn, và na răng thì không có một vết xước. Bác này bác ấy phải nói dùng xe cẩn thận thật. Đây, các bác nhìn này, cái lớp sơn zin nó bóng mượt như thế này.
Và phần nội thất cũng là một cái phần mà quyết định được cái chất lượng của cái chiếc xe mà ta đang quan tâm. Với bản 2.5 thì nó được cung cấp hai ghế điện, đó là ghế điện ở hàng ghế lái và ghế điện ở hàng ghế phụ. Và riêng hàng ghế lái thì được trang bị thêm hai vị trí nhựa ghế này. Chỉ có bản 2.5 mới có được cái option này thôi các bác nhé. Vậy cho nên nếu như ta mua cái bản mà có option cao thì ta sẽ được tận hưởng những cái công nghệ cao cấp mà nhà sản xuất mang lại. Ở đây thì loa Bose, nếu như bản 2.0 thì chưa được trang bị loa Bose, chỉ là loa trang bị loa thường thôi. Thì với bản này đã được trang bị loa Bose này. Loa Bose nó mang lại âm thanh cực kỳ, giải trí cực kỳ là cao cấp và đẳng cấp các bác nhé. Nghe rất là sướng luôn. Độ đẳng cấp loa Bose thì nó là đẳng cấp nhất thế giới rồi. Một kính lái auto, ba kính gập điện và có gương gập điện tự động. Chất liệu làm lên những cái táp ly cửa là chất liệu nhựa da mềm, có khả năng tăng khả năng cách âm chống ồn và giữ cho chiếc xe là đẹp về thẩm mỹ và tốt về chất lượng. Từ những đường ốc tai của xe là zin à, và từ những ốc cánh cửa là bao zin tuyệt đối cho anh chị là chưa từng tháo mở. Với bản full 2.5 thì xe được trang bị thêm những gì anh chị sẽ nhận thấy được cho em, đó là ngoài các chế độ iStop và áp cảm biến áp suất lốp thì nó còn thêm hỗ trợ được kéo nữa này. Và vô lăng được tích hợp đó là vô số những phím bấm chức năng, nhưng nổi trội ở đây đó chính là phím Cruise Control tự động. Và phanh tay điện tử là không thể thiếu được ở với chức năng này rồi đúng không ạ? Có phanh tay điện tử này, có phanh tay điện tử cho các bác này. Và các hệ thống điều chỉnh âm nhạc này. Và chiếc xe này đến thời điểm này đó là lăn bánh đến 6.8 thôi. 6.8 là zin luôn nhé, xe vừa mới về xong và phục vụ các bác luôn. Đấy, rất là ngon và rất là chuẩn luôn. Chiếc xe này thì các bác đến đây xem thì không có điểm chê và không có tùy vết gì cả. Đây, mặt táp đi táp nô, xe mới cứng, màn hình cam lùi theo xe đầy đủ, có hệ thống loa Kenzer và chiếc xe có hệ thống tất cả hệ thống điện đóm của xe hoạt động bình thường này. Đây, hệ thống này là hệ thống cửa sổ trời. Đấy, và các bác nhìn cái trần nỉ nó đẹp như thế này đúng không ạ? Nó đẹp như thế này. Và tất cả hệ thống điện hoạt động bình thường các bác nhá. Xe rất mới luôn, nhìn chung là không có điểm chê và không có tì vết với cái chiếc xe này cả. Đây là một chiếc xe mà đẹp xuất sắc, các bác nhìn bộ nội thất của em thôi là nhìn vào là mê luôn các bác nhé. Đấy, các bác cứ nhìn thấy được là cái chất lượng xe của bên em mà nó quay từ cái bệ tì tay nó còn đẹp đến mức độ như thế này. Rồi từ những cái đường nét xe nó còn mới cứng như thế này, đúng không ạ? Nó đẹp như thế này thì không có điểm chê đâu. Đẹp là phải mê và đẹp là phải quất. Và với giá tiền công khai cho tất cả các bác khi mà quan tâm tới chiếc Mazda CX-5 2016 này với giá công khai đó là 565 triệu đồng các bác nhé. 565 triệu đồng. Đây, nội thất phía dưới này các bác nhìn này, nó có mới không ạ? Đây, nó có mới không ạ? Đấy, nếu như các bác nào mà đang xem trực tiếp về cái phần giới thiệu review xe của em Công thì các bác có thể là tặng cho em một nút like đi. Tặng cho em một nút like và thấy sản phẩm này đẹp và thấy sản phẩm này chất thì các bác có thể gọi điện trực tiếp tới số hotline của em Công, đó là 0964 834 834, để có thể là chốt chiếc xe này các bác nhé. Phải nói đây, chiếc xe nó quá đẹp luôn rồi. Nó quá đẹp luôn rồi và quay rất chi tiết từng con ốc luôn cho các bác này. Và keo chỉ thì không phải bàn rồi. Một chiếc xe mà mới cứng luôn, dàn lốp vừa mới thay xong. Xe lăn bánh đến thời điểm này đúng là có 6.8 rồi các bác nhé. Đấy, lớp sơn bóng mượt luôn này các bác này. Đấy, CX-5 thì đây là khối, đây là bản full 2.5 công nghệ Skytis. Vâng, là một cái công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới về động khối động cơ và hệ thống dẫn động. Thì các bác thấy được là đi CX-5 nó rất sướng luôn. Đây là cái thảm nót mà bác chủ đã trang bị cho chiếc xe này ở phía đằng sau. Zin nguyên từng con ốc luôn các bác nhé. Đấy, em quay cho các bác nhìn những con ốc cabo này, các bác biết là nó có độ nguyên bản và zin tuyệt đối như thế nào. Và lốp xưa cua thì như là còn chưa chạm đất cơ các bác này. Còn chưa chạm đất cơ các bác này. Đây, zin tuyệt đối luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn thấy chất lượng xe tốt không? À, quá ngon luôn các bác này. Quá ngon luôn. Sản phẩm này thì bên em thì bán trực tiếp tại showroom 34 Phan Vua Gầm Cao, có địa chỉ tại số 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Và bên em cam kết với tất cả những chiếc xe bán ra tại showroom đó là xe không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích các bác nhé. Xe nguyên zin và nguyên bản 100%. Và đi bản 2.5 này các bác có lợi thế đó là hai ghế điện được trang bị ở hai hàng ghế trước, thì các bác sẽ thuận tiện trong việc sử dụng. Vì phần lớn là xe ta đi 1 đến 2 người thôi mà, ít khi đi đông người lắm. Mà nếu như ta đi bản 2.0 thì nó không có ghế điện ở hàng ghế phụ này thì nó rất là bất tiện các bác nhé.
Còn lại thì loa Bose được trang bị vòng xung quanh xe với hệ thống 8 loa Bose và hệ thống 8 túi khí các bác nhé. Cho nên nó rất là an toàn và vô cùng chủ động cho chúng ta. Chính vì thế cho nên cái việc lựa chọn một sản phẩm gầm cao mà nó là một cái mẫu 5 chỗ ngồi và công nghệ phun kịch và máy đến 2.5 thì nó cực kỳ hợp lý luôn. Bởi vì phiên bản 2.5 là phiên bản được nhà sản xuất cung cấp và ưu đãi cho nhiều option nhất. Chính vì thế cho nên cái việc lựa chọn sản phẩm 2.5 là một cái sản phẩm bản full nó là cực kỳ quan trọng các bác nhé. Vâng, đấy, vậy thì tổng thể của chiếc Mazda CX-5 2016 đang được chào bán với mức giá đó là 565 triệu đồng. Là em đã rất là chi tiết rồi. Bác nào mà muốn chốt thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em và các bác có thể xem phần gầm ở dưới đây để có thể định hình được cái chất lượng của chiếc xe này. Khi mà các bác xuống tay chốt và đảm bảo rằng chiếc xe này là đẹp nhất mà các bác có thể tiếp cận được với một chiếc xe cùng đời. Vâng, cảm ơn các bác nhé. Phải nói rằng chiếc xe này nó đẹp thật các bác ạ. Đây các bác nhìn phần gầm sẽ thấy tổng thể cái chiếc xe đẹp thì nó là đẹp toàn diện luôn. Ngay cả phần từ bóng bô cũng xả các bác nhìn này. Nó còn trắng phau như thế này đây. Đời 2016 nhé các bác nhé. Có nghĩa là chiếc xe này lăn bánh 8 năm rồi mà nó đẹp như thế này. Đây, từ phần ống bô ống xả nó còn chất như thế này, nó trắng phau. Những chiếc xe mà chạy nhiều ấy nên nó sẽ đỏ au lên các bác ạ. Vâng, nhưng đây các bác nhìn này, phần ống bô ống xả em nhìn cho các bác nhìn từ đầu đến cuối là nó trắng phau luôn. Và ta đi đến luôn phần máy các bác nhìn này, máy số là nguyên zin. Đây các bác nhìn nữa, gioăng keo này. Và từ những con ốc này, nó còn nguyên bản này các bác này. Đây phần gioăng phía trên này cũng zin nhá. Đấy, máy số là nguyên zin. Đây, keo mặt số này là đỏ này các bác này. Đấy, đỏ. Và những con ốc nó không bị vặn này. Đấy, bên em thì khi mà một chiếc xe về là nâng cầu lên kiểm tra mọi chi tiết để có thể khẳng định và cam kết cho khách hàng đó là những chiếc xe của em đó là nguyên zin và nguyên bản. Hệ thống càng này và đầu sắt xi này các bác này, đầu sắt xi và hệ thống càng các bác nhìn này, nó là nguyên bản và không bị cong vênh các bác nhé. Củ phanh là trắng phau và rất là đẹp luôn. Nói chung chiếc xe này là hoàn mỹ đấy. Nếu mà bác nào mà tiếp cận và đang cần tìm dòng CX-5 bản full thì các bác mua chiếc xe này của em thì chấm hết. Vâng, chấm hết luôn, không có điểm chê và không có tì vết các bác nhé. Đấy, em chui gầm là nước nó nhỏ đúng vào mắt luôn các bạn. Hy sinh vì sự nghiệp thôi. Đấy các bác nhìn này, nó rất là đẹp luôn. Và cổ bộ các thứ nó trắng. Và tất cả mặt sàn các bác nhìn cái chiếc xe đẹp này, cái mặt sàn của nó này. Đấy, mặt sàn của nó đẹp như thế này cơ mà. Những cái tấm nhựa này nó không hề bị bong chóc và cong vênh. Và những cái phần lưỡi ba bô lê này nó còn nguyên bản này. Đây các bác nhìn đấy ạ. Phần mặt sàn của nó là quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Và nhìn ở phía đằng sau nữa này. Đây các bác này, nhìn cái phần càng A này, phần càng càng đỡ phía sau này các bác này. Và cả cái phần hệ thống sắt xi phía đằng sau, nếu như nó bị, bác này bác cẩn thận, bác ấy phủ một lớp gầm rồi này. Phủ một lớp gầm ở phía đằng sau rồi. Cho nên là cái chất đây, nếu như nó bị xô chổ, nó bị cong vênh này, bác này phải nói là giữ xe tốt thật đấy các bạn. Giữ xe tốt thật mới giữ được cái chất lượng xe như thế này. Vậy thì với chiếc Mazda CX-5 2016 này với giá tiền đó là 565 triệu đồng và đẹp xuất sắc, đẹp không đối thủ, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của em Công, đó là 0964 834 834, để chốt xe nhé. Và khẳng định là những bác khó tính nhất khi mà tiếp cận với chiếc xe này của em thì đều có sự hài lòng nhất định về chiếc xe này. Bởi vì nó đẹp như những chiếc xe đời cao, mà đời này là đời 2016 đúng không ạ? Và với tầm tiền đó là chỉ 565 triệu đồng thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ bên showroom Ba Tư Văn Vua Gầm Cao. Và số điện thoại đã được ghim ở trên tiêu đề, các bác có thể liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo cho em là được.